trận hòa tiết núi của U17 Việt Nam tại giải châu Á, dù có bàn thắng dẫn trước U17 Ấn Độ nhưng đội U17 Việt Nam, Việt Nam, để đối phương sang bằng tỷ số trong trận đấu ở bảng dê vòng chung kết U17 châu Á diễn ra tối qua ngày 17 tháng 6. Đội tuyển U17 Việt Nam hướng đến vòng chung kết U17 châu Á với tâm thế sẵn sàng leo, núi khi cả ba đối thủ ở bảng dê đều rất mạnh, với hai nhà cựu vô địch của giải là Nhật Bản, Uzbekistan cùng Ấn Độ giàu tham vọng chuẩn bị cho giải đấu ở Thái Lan, U17 Ấn Độ đã có 18 trận giao hữu, trong đó có đợt tập trung ấn tượng ở châu Âu. Họ thậm chí vừa thắng U17 Atletico Madrid và hòa U17 Real Madrid. Những kết quả này giúp đội bóng Nam Á rất tự tin nhập cuộc và dồn ép U17 Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên ý đồ đánh phủ đầu này của thầy trò huấn luyện viên Bibiano Fernandez đã không thành công khi những chàng trai áo đỏ nhập cuộc tỉnh táo và chắc chắn. Trong suốt 30 phút đầu, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không vội vàng và cũng không nao núng khi U17 Ấn Độ đẩy nhanh tốc độ trận đấu. U17 Việt Nam chủ động chơi chậm chắc, hạ thấp đội hình và biệt chặt hai biên không cho đối thủ khoét vào. Đến cuối hiệp 1, khi đối thủ có dấu hiệu nông nóng thì cơ hội cho U17 Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ những đường phản công. Từ một pha phản công như thế ở phút 44, đội trưởng công phương phất bóng rất vừa tầm để Long Vũ thoát xuống, đảo bóng qua người hậu vệ và sút chéo góc làm tung lưới thủ môn Sa Hiu. Tuy nhiên, may mắn đã đến với U17 Ấn Độ khi đường tạc sâu của Malem Gamsin đã vô tình thành cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Bảo Ngọc, gỡ hòa 1, một trong hiệp hai. Những nỗ lực sau đó của U17 Việt Nam không đem lại bàn thắng, khiến chúng ta lỡ mất cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng D, khi trước đó Nhật Bản và Uzbekistan hòa nhau một, một. Cả bốn đội bóng vẫn dàn hàng ngang sau ngày mở màn nhưng rõ ràng khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam đã giảm đi khá nhiều. Khi ít nhất phải có điểm ở trận thứ hai gặp Nhật Bản lúc 17 giờ ngày 20 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.